Liền phải không? Không biết. Rồi. Anh khỏe không? Khỏe anh ơi. Khỏe hả? Rồi. Tấm áo quá, tấm áo ấy. Áo từ hôm đó luôn đúng không? Áo sơ mi trắng nữa bây giờ đó. Đây. Ok. Ô, áo vest đẹp ta. Dạ kính chào quý khán giả đang chuẩn chỉ còn 30 phút nữa thì chương trình số diễn cuộc đời sẽ tập cuối cùng của mùa 1 sẽ bắt đầu được ghi hình và livestream. Dạ. Bà con cô bác ở Vĩnh Long đã tới khá đông rồi. Cái bên tay trái của Galamen là áo cam luôn, quá đẹp luôn, Thanh Điền. Bên tay phải mình là anh Trần Nên. Dạ. Anh Điền, Bửu Điền, Trần Nên rồi Hoài, Hoàng Thanh đó. Rồi kế bên Hoàng Thanh là bà bố của bố bà Ngọc Thịnh. Cái cạnh bên đó là mẹ của chị Bích Diễm chị Bích Diễm mà hôm nay mặc áo xanh vào sẽ dài xanh rất đẹp. Bữa nay là cái show cuối cùng đi. Dạ cuối cùng mùa 1 anh từ bây giờ lắp từ cái chuyện đó rồi thấy đi qua đây đợi tử nhóm bên vừa ảnh á cách vừa khoảng chừng 3 cây số kêu bà xã kìa vô trong này đi chắc phải ngồi trên á dạ, cho ngồi hàng đầu luôn tí đi sắp lại em ơi sắp cho vợ con ảnh phải ngồi hàng đầu chứ để lấy hình chứ để lấy hình lấy cảm xúc rồi chứ đúng không Thanh Niên? Dạ hôm nay là nhân vật chính mình rồi dạ. Con lên đi con lên đâu đó đây nè sắp xếp ngày nay Châu ơi Châu sắp xếp cho gia đình ngoảnh ngồi trên đầu để lấy hình ơi bữa nay kêu mà chỉ với hai đứa nhỏ dạ rồi chút xíu nó sẽ quay trở lại với quý vị các bạn trong một vài tiết mục nha. Rồi phía sân bà con bác thấy sân khấu hôm nay ở nhà hàng ở quán Thóc Cà Phê ở Vĩnh Long. Cảm ơn Thóc Cà Phê Vĩnh Long đã hỗ trợ địa điểm vô cùng tuyệt vời cho show diễn cuộc đời tập cuối cùng. Rồi bên cạnh bé Ngọc Tiên là anh đó anh Hoàng Thanh đó, hôm nay Hoàng Thanh cũng có áo cho mọi cái áo vest rất là đẹp, bên trong là một cái áo màu cũng nhìn cũng rất sặc sỡ ha. Hôm nay ảnh mới là color man đó, còn color man là white man bạch công tử, bạch lão công tử. Rồi ở hàng ghế đầu tiên thì chắc là quý vị các bạn cũng thấy cùng hàng ghế này ở ngồi kế bên anh Thanh là con trai út nè, Phú Quý nè, rồi con trai giữa là Hoàng Long và chị Thùy là xã của anh Hoàng Thanh. Và kế bên chị áo dài đỏ bà xã của anh Thanh là Ngọc Thịnh nha. Rồi chị lục gia châu Á Ngọc Thịnh là một trong những nhân vật trong show diễn cuộc đời. Còn phía bên hàng bên đây thì chị mặc áo dài xanh rất là đẹp, đó chính là chị Bích Diễm Tam Kỳ. Kế bên chị là cũng một anh mặc áo xanh, đó là anh Phú Cường, danh cầm ca mũ nón đến từ Tuy Tôn, An Giang. Kế bên anh Cường đó là bạn mặc áo hồng là giọng ca Sầu Nữ Trúc Phương. Bên cạnh là anh Trần Nên, anh áo trắng, anh sơ mi trắng nhỏ nhỏ con.
rất là vui, rất là hài hước, đó là anh Trần Nên đến từ Hậu Giang, và anh áo cam cam màu gạch đó chính là anh Thanh Điền. Rồi dạ, trước khi bắt đầu chương trình thì kính thưa quý khán giả, thì hôm nay thì thật sự là hôm nay rất là xúc động. Thay mặt ekip chương trình Sự Kiện Cuộc Đời xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả quý khán giả yêu thương ủng hộ cho Color Man nói riêng và các cái chương trình do mình làm, trong đó có Sự Kiện Cuộc Đời. Và ngày hôm nay là cái ngày rất là đáng nhớ, vì nó là cái ngày đánh dấu cái kết thúc Sự Kiện Cuộc Đời mùa 1 và tập thứ 14. Kính thưa quý khán giả, theo như mình nhận thấy là phía sau đây trong cái sân khấu ở tại Thóc Cà Phê ở trung tâm thành phố Vĩnh Long thì mình nghĩ là có khoảng hơn 200 khán giả đang ngồi chật kín bên dưới, thật sự rất là xúc động. Và đặc biệt thì trước khi chương trình bắt đầu thì Color Man cũng xin giới thiệu, cũng xin được giao lưu với hai anh chị mà nó có cái duyên từ cái tập đầu tiên của Show Diễn Cuộc Đời. Dạ xin chào chị. lỡ xuất hiện tập đầu rồi, giờ lại xuất hiện tập kế tiếp luôn. Dạ, chắc quý vị các bạn nào mà có xem Show Diễn Cuộc Đời tập đầu tiên của chú Hai Liêm, chú Hai Liêm tại Phà Cùng Khương thì chắc là vẫn còn nhớ. Đây là cô Duyên, cô Nguyễn Thị Duyên à. Ngồi kế bên cô Duyên đó là chú Nguyễn Văn Đẫm, là chồng của cô Duyên. Và cái câu chuyện mà trong cái tập 1 đầu tiên đó, chắc quý vị các bạn không còn ai chắc vẫn còn nhớ, đó là cô Duyên là cái người mà đã trong một cái chuyến phà thì có gặp chú Trần Nên, mà lúc đó cô Duyên tính là giúp cho chú Trần Nên mà cuối cùng không giúp được. Khoảng 20 năm sau hả chị? Khoảng 14 năm sau. Chú Hai Liêm. Khoảng 14 năm sau thì khi mà cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời, biết được chương trình Show Diễn Cuộc Đời diễn ra với tập đầu tiên của chú Hai Liêm thì chị Duyên phát hiện, chị Duyên mới thấy. Và chị Duyên cũng đi từ Tiền Giang, nhà chị thì ở Tiền Giang, chị chạy sang tới Cần Thơ để tham dự cái chương trình đó và xuất hiện trong chương trình đó, rất là xúc động. Và hôm nay thì chiều này lúc khoảng 5 giờ thôi, mới 5 giờ, 5 giờ rưỡi chiều thì mình thấy chị với lại anh hai anh chị đi bước đi vào từ cửa đi vào, mình cũng giật mình luôn. Hầu hết tất cả các tập Show Diễn Cuộc Đời thì anh chị đều đến, cho dù ở đâu. Chỉ có thiếu vắng là cái tập ở Buôn Hồ, Đắk Lắk, vì là lúc đó anh bị ốm. Thì chắc em xin phép hỏi phỏng vấn chị xí thôi. Dạ, cảm xúc chị như thế nào về khi mà chị đến đây với tập đầu tiên, và bây giờ chị cũng chứng kiến là Show Diễn Cuộc Đời đã đi một cái chặng đường khá dài, tập đây là tập thứ 14 à? Dạ, cái chương trình này nó hay lắm chứ, nó mang một cái tính chất nhân dân mà nó có một cái tình thương trong đó. Dạ, và quý. Với cái thứ hai nữa là một cái chương trình này tôi, nếu mà nói cái đài truyền hình mà từ hồi xưa tới bây giờ là hầu như là cái chương trình này tôi thấy nó có ý nghĩa nhất luôn. Dạ, không có chương trình nào như vậy, tại vì mà mỗi một cái show diễn mà mỗi một cuộc đời khác, mỗi một show diễn là mỗi cuộc đời khác, nó có trong đó là người ta nói một cái câu nó hơi cũng dạ, thì người ta tàn, người ta công phế, coi như là bằng mọi cách mọi giá người ta sẽ sống vươn lên, thì mình trân trọng, mình quý những người như vậy, tình thương đó, tình thương mến thương đó. Dạ, để ta nó có ý nghĩa chứ. Với cái thứ hai đó là quý chú Điền, coi như một ông thiền trưởng mà lái con thuyền đi nó chắc giả đó, trong mùa dịch này mà chú còn lái đi tùm lum về nhiều quá giỏi rồi. Cái thứ hai đó là một cái ông chủ lớn mà để đi như vậy là mình thấy là cũng là một cái sức lao động phải khâm phục, quý. Dạ thưa quý khán giả,
Em cảm ơn, xin cảm ơn tình cảm của chị Duyên dành cho Colorman cũng như chương trình Suy Nghĩ Cuộc Đời. Nãy chị có chia sẻ thì thật sự thì anh Nẩm là chồng chị, ngồi kế chị, anh ốm rất là nặng. Hồi nãy ở ngoài, đứng ở ngoài cổng, anh nói một câu mà mình nghe mình thật sự cũng rớt nước mắt luôn. Dạ thưa anh, chắc thôi chắc em xin anh một câu thôi, dạ, tình thương mến thương. Cũng không có gì hơn là cái show diễn cuộc đời này, tôi rất thích. Dù chỗ nào khó khăn thì tôi để chồng tôi dẫn đến để tôi xin có nhiều lời. Dạ thật ra thì chắc là chú anh Nẩm anh ngại, anh nói thôi, tình hình sức khỏe của tôi bây giờ tôi cũng không biết làm sao, và tôi cũng phải cố quyết tâm tôi đi một tập cuối cùng với chú. Dạ, nói chung là nghe nó rất là buồn, nhưng mà em thì em cũng xin chúc là nhiều khi ơn trên phù hộ cho anh chị, đặc biệt là anh. Tại vì nói chung là mọi thứ mình nghĩ rằng là có những cái nó sẽ vượt khỏi cái phạm vi nguồn lực của một con người. Đôi lúc mình nghĩ tất cả mọi thứ bế tắc, nhưng mà nó mình vẫn vượt qua được. Dạ em cũng mong là ơn trên phù hộ cho anh chị, dạ, đặc biệt là anh, biết đâu lại có một cái phép màu sức khỏe anh lại khá lên. Dạ, dạ em hy vọng vậy, để anh còn anh chị còn đi tiếp tục để ủng hộ cho Suy Diễn Cuộc Đời mùa 2 nữa chứ. Dạ, dạ. Dạ thưa quý khán giả ngồi kế anh Nẩm thì là anh Nguyễn Văn Nga, Nguyễn Văn Nghề. Dạ, thì ảnh là cử nhân vật lý trị liệu ở tại Vĩnh Long này. Thì hồi nãy trong lúc mà chờ đợi thì ảnh cũng có chạy lên, ảnh đưa cho mình một cái name card, một cái danh thiếp, mà ảnh có nói rằng là thôi anh yên tâm đi bé, cái bệnh của bé đó thì có cách chữa chứ không phải là không có đâu, đừng có lo, ở đây tôi sẽ giúp. Thì chắc anh Nghề cũng là quý quá cho nên là xuống tranh thủ phỏng vấn anh luôn. Dạ, dạ cảm ơn. Nói chung hôm nay phòng mạch tôi cũng rất là vui, nhưng mà nghe anh Clement về đây tôi rất là quý. Tôi bỏ đến đây để dự, và đặc biệt tôi muốn giúp cho bé Thanh là tình trạng của cháu về cái phương pháp chữa. Tôi là tôi dùng phương pháp tôi làm thông máu lên não thì cháu nó sẽ khỏe ngay thôi. Bé giàu cho trầm cảm hay là tâm thần nhẹ nữa tôi cũng sẽ làm được. Tôi hứa là tôi sẽ giúp cho anh Thanh còn một cách miễn phí hoàn toàn. Ha Thanh ha, tôi rất là thương cháu. Dạ rồi thôi bây giờ, dạ kính thưa quý khán giả, Colorman nghĩ rằng cái cuộc sống này, cái sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nó rất là cần thiết. Không nhất thiết lúc nào cũng là tiền, không nhất thiết lúc nào cũng là phải vật chất đó. Thì giống như anh Nghề vừa chia sẻ thì anh có thể giúp để điều trị cho bé mà miễn phí, và đó cũng chính là một cái giá trị vật chất rất là lớn. Dạ xin cảm ơn anh. Dạ. Coleman có một số khán giả đang có hỏi trên livestream cũng như là ở đây thì nói làm thế nào để có thể giúp cho anh Thanh. Thì kính thưa quý khán giả, thì nếu mà quý khán giả đang ở trong sân khấu này thì một chút xíu nữa sẽ có bạn thư ký của Coleman là bạn Hoàng Anh đó, bạn cao cao trắng trắng, dạ, đang mắt kiến, bạn sẽ đi một vòng rồi bạn có cầm một cái thùng coi như là dạ, thì bà con cô bác tùy tâm thôi, dạ mình bỏ vào trong cái thùng đó mình giúp cho anh Thanh. Còn những quý khán giả đang xem chương trình từ xa thì vẫn là số cũ, vẫn là liên lạc cũ, đó là Nga Xoài Chua, bạn chưa nghỉ và bạn vẫn còn làm, dạ, dạ đó là đệ tử ruột á, dạ, đầu mối duy nhất thôi, mình có nhiều đầu mối lắm nhưng mà thôi một đầu mối dễ để mình dễ kiểm soát. Thì bạn Nga Xoài Chua là tài khoản của bạn là Colorman cũng kiểm tra luôn, rồi Facebook fanpage gì Colorman kiểm tra ráo hết, dạ. Cho nên cũng nói cho vui thôi là có mấy anh vô mà không, cũng không ủng hộ gì cho chương trình mà cuối suốt ngày hỏi Nga ơi em đẹp quá, em làm vợ anh nhé, tùm lum bánh quá cười lắm, dạ. Đó thì nói cho vui, nhưng mà nói như vậy để bà con cô bác mình yên tâm là tất cả mọi đầu mối của mà Colorman giới thiệu là đều là do mình kiểm soát. Số điện thoại của Nga Xoài Chua là 0936842505. Và ngày hôm nay thì bên cạnh anh Hoàng Thanh và là bé Ngọc Tiên
thì cũng có những cái sáu nhân vật, cũng có sáu nhân vật của show diễn cuộc đời những tập trước đã quay trở, cũng quay trở lại, thì cũng mong là quý khán giả yêu thương ủng hộ cho các nghệ sĩ đó nữa. Dạ rồi, cảm ơn tất cả. Bây giờ thì chắc là comment sẽ em xin phép bắt đầu. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình show diễn cuộc đời. Chương trình show diễn cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của Colorman Fashion và Colorman Footwear. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong cái chương trình show diễn cuộc đời tập thứ 14 này và cũng là tập cuối cùng sẽ khép lại mùa 1, Colorman xin được phép thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các đơn vị hỗ trợ sau đây. Đầu tiên là xin được chân thành cảm ơn Thóc Cà Phê Vĩnh Long đã hỗ trợ một cái địa điểm trên cả tuyệt vời và ngay sát cái quảng trường bên bờ sông, rất là đẹp và rất là rộng rãi. Cảm ơn ban lãnh đạo của Thóc Cà Phê Vĩnh Long. Kế đến xin được cảm ơn chân thành đơn vị Pixel Factory, là một cái đơn vị thiết kế thi công sân khấu và cho thuê phim trường âm thanh ánh sáng, đã luôn đồng hành với tất cả các chương trình của Colorman cũng như các chương trình của Điền Quân. Cảm ơn Pixel Factory, cảm ơn Pixel Factory không chỉ là một đối tác mà là một cái người bạn. Xin cảm ơn Pixel Factory và tất cả các anh em Pixel Factory rất là nhiều ạ. Và kính thưa quý vị khán giả, thì như quý vị khán giả cũng đã nghe Colorman hồi nãy giới thiệu, trước khi bước lên sân khấu này, thì trong cái show diễn cuộc đời ngày hôm nay dành riêng cho nhân vật chính của chúng ta, đó là anh Hoàng Thanh, Kẹo Kéo và con gái bé Ngọc Tiên, thì còn có một sự hội ngộ đặc biệt và rất là quý báu của những anh chị em là những nhân vật đã được rất được nhiều người yêu mến của show diễn cuộc đời trong những tập trước. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ guitar Thanh Điền. Xin được giới thiệu sự có mặt của kỷ lục gia châu Á Bùi Ngọc Thịnh đến từ Khánh Hòa cùng với bố mẹ. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Bích Diễm đến từ Tam Kỳ, và cùng đi với chị Bích Diễm cũng có mẹ chị Diễm và con gái nhỏ. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Trần Nên đến từ Hậu Giang. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh Nên đi có một mình à, không có con gái đi cùng ạ. Và một nhân vật nữa đi đến từ một cái nơi rất là xa, từ Tri Tôn An Giang, chắc quý vị các bạn đã biết, đó là danh cầm ca mũ nón Phú Cường. Không biết sao tôi đặt cái tên ác thì ác luôn tới giờ luôn. Và ngày hôm nay thì cũng có sự góp mặt rất là quý của một cái ca sĩ, một cái giọng ca sầu nữ mà đã xuất hiện trong khá tập của show diễn cuộc đời. Và cũng hy vọng rằng có thể là khi bắt đầu show diễn cuộc đời mùa thứ hai thì đây sẽ là một trong những nhân vật của show diễn cuộc đời mùa 2, đó là sầu nữ Trúc Phương. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2021, và ở trong cái phần livestream đầu chương trình thì Goldman có đặt một câu hỏi là đối với quý vị và các bạn biết hôm nay là ngày gì đặc biệt, thì hầu hết tất cả quý vị nói hôm nay là ngày tập cuối của show diễn cuộc đời mùa 1. Dạ quá đúng, dạ cái đó ai cũng biết, nhưng mà có một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là nó rất là thú vị và nó là một cái sự trùng hợp mà có lẽ ngay cả ban biên tập cũng không biết. Dạ, nhưng mà Colorman biết. Dạ, ngày hôm nay là ngày khuyết tật Việt Nam. Và hôm nay là ngày kỷ niệm ngày khuyết tật Việt Nam lần thứ 23. Vào năm 1998 thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đã ra cái pháp lệnh về người khuyết tật và chọn ngày 18 tháng 4 là ngày hôm nay đó, là ngày dành cho người khuyết tật Việt Nam. Và như vậy thì năm 1998 và đến nay, 18 tháng 4 năm 1998 và đến nay là 18 tháng 4 năm 2021, có phải là 23 năm không ạ? Và rất là ngẫu nhiên, ngày hôm nay là
ngày cuối cùng của tập Show Diễn Cuộc Đời. Và chúng ta cũng thấy rồi, 2/3 các nhân vật của Show Diễn Cuộc Đời hầu hết đều là người khuyết tật và người khiếm thị. Và hôm nay thì nó lại rơi vào một cái thời điểm mà mình nghĩ rằng nó rất đặc biệt. Và ngay cả chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam cũng dành hẳn một cái ngày để tôn vinh, để ủng hộ cho những người khuyết tật, để làm sao những người khuyết tật có thể sánh vai cùng với những người bình thường, hòa nhập với cộng đồng và không có tự ti, không mặc cảm. Mình nghĩ đây là một cái ý nghĩa rất là lớn của cái ngày hôm nay. Và thì Show Diễn Cuộc Đời cũng là một phần trong đó thôi, mặc dù là những cái nỗ lực của mình hoàn toàn không có dự tính trước. Dạ, xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin rất là đặc biệt ngày hôm nay ạ. Không làm mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, Coleman xin phép được mời lên sân khấu nhân vật chính của ngày hôm nay, đó chính là anh Hoàng Thanh. Và có lẽ chắc là chú cũng xin mời con Ngọc Tiên lên đây với ba con luôn ha. Rồi hôm nay con gái mặc áo dài càng đẹp quá. Dạ, trước khi bắt đầu đi vào tiết mục đầu tiên của anh Hoàng Thanh thì chắc có lẽ là mình Coleman cũng xin dành vài đến phút để trò chuyện với anh Hoàng Thanh một xíu. Hôm nay thì cái cảm xúc của em như thế nào? Dạ, cảm xúc của em rất là vui, rất là hạnh phúc ạ. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến chủ quán Thốc Cà Phê đã tài trợ cũng như là địa điểm, và cảm ơn tất cả quý quan khách, cô chú, anh chị đã dành chút thời gian đến đây để ủng hộ hai cho con Thanh ạ. Dạ, kính thưa quý khán giả, đôi lúc có những cái sự việc, có những cái câu chuyện mà nó diễn ra trong trước mắt chúng ta mỗi ngày mà đôi lúc chúng ta không biết. Coleman cũng tin chắc rằng đây là một cái sự thật, có nghĩa là đây là anh Hoàng Thanh và bé Ngọc Tiên là người con của Vĩnh Long và lăn lóc ở Vĩnh Long ở rất nhiều nơi, nhưng mà không phải ai cũng biết đâu ạ. Có nhiều cái điều nó diễn ra trước mắt mà mình không thấy, có thể mình không thấy vì là mình không có để ý, mà cũng có thể mình không thấy vì đôi lúc mình vô tâm. Thì thật sự Coleman với lại các anh em ở công ty Điền Quân có duyên với lại anh Thanh cách đây 4 năm về trước, khi mà hai cha con anh tham gia cái chương trình Gia Đình Song Ca của công ty Điền Quân phát sóng trên HTV7. Và hai cha con lúc đó là bé Tiên lúc đó mới có 11 tuổi, và năm nay thì bé Tiên 4 năm sau là con 15 tuổi, đúng không? Lúc đó bé Tiên còn nhỏ xíu xíu và mình vẫn còn nhớ là hai cha con đã giành một cái giải thưởng cao nhất của cái một tập năm đó. Và trong cái hôm vừa rồi, trong một cái chuyến đi mà rất là đột xuất thôi, mình có đi ngang cái chỗ ở Vĩnh Long, đi ngang đây rồi ghé ăn trưa ở đây, ăn trưa xong rồi thì tự nhiên đang đi, mới chạy trên đường đi chuẩn bị đi tiếp, đi tính đi đảo ra chợ Vĩnh Long chơi thôi, thì mới thấy tự nhiên là đang chạy xe đi có một cậu em ở đây, bạn chở đi vòng, thì tự nhiên nghe cái tiếng hát văng vẳng hay quá. Thì con mới ngó qua bên đối diện chợ thì lại thấy anh Thanh với lại bé Tiên đang hát. Mà mình nhận ra ngay cái xe kẹo kéo năm nào, bởi vì trên đó có dán nguyên một cái hình mà hai cha con còn đoạt giải, nhưng mà nó bị, nói chung là nó bay màu rồi, nhìn nó. Nhưng mà mình nhận ra ngay, lúc đó mình tới mình nói chuyện thì mới biết là hai cha con bây giờ cũng sau 4 năm, lúc đó lên chương trình thì cũng được nhiều người biết rồi, kẹo kéo bán đắt hơn. Nhưng mà rồi sau thời gian ngắn là cũng lại trở lại đâu vẫn vào đấy như cũ.
và đứng nói chuyện với anh Thanh thì anh Thanh mới nói là dạ anh thưa anh thì lúc mà sau này lúc thời gian gần đây em lại còn càng khó khăn hơn trước, bởi vì là bé Tiên nó mới bị cách đây khoảng 2 năm nó bị phát bệnh tâm thần nhẹ, mà có đi khám thì bác sĩ nói là tâm thần phân ly, là đang đi hát vậy đó tự nhiên bé nó đi cầm kẹo nó đi nó mời khách xong đi mất tiêu luôn, đi khoảng 9-10 tiếng đồng hồ rồi anh Thanh coi như là khóc hết nước mắt đi tìm con coi như vật vã, và cuối cùng may quá cũng tìm về được. À, thì bây giờ là cái hoàn cảnh sống thì khó khăn rồi là đương nhiên rồi, một mình nuôi năm miệng ăn là ảnh rồi bà xã với lại ba đứa con nhỏ, mà trong đó thì bé Tiên lại có mắc một phải một căn bệnh mà như vậy nữa, mà bé thì chắc là quý bà con cô bác cũng mình nhìn thấy này, rất là dễ thương, bây giờ 15 tuổi mà trổ mã lên rất là đẹp gái, cười tươi lắm, trước hát hay lắm, giờ hơi bể giọng một chút xíu nhưng không sao, hát riết nó mở giọng thôi, là sáng anh Thịnh có nói cho nó hát riết nó để nó mở giọng ra. Dạ. Thì thật sự mình cảm xúc quá, chứ đúng ra là cái tập 14 là Colorman dự tính làm ở Bến Tre đó, thôi thì mình mới thôi hoãn lại cái tập ở Bến Tre và phải dời cái nhân vật ở Bến Tre lại để cho mùa thứ hai, bởi vì mình thấy cái việc này phải cần phải làm ngay. Rồi sau đó thì Colorman cũng trao đổi với các anh chị em mà hôm nay có mặt ở đây, 6 anh chị em còn lại trong suy diễn cuộc đời, và tất cả các anh chị em đều rất là hứng khởi để quay trở lại để giúp cho Thanh. Đã. Xin quý vị cho tràng pháo tay. Cái điều mà làm cho mình quý hơn nữa ở Thanh là trong 2-3 ngày trở lại đây thì mình tới nhà tìm hiểu và có trao đổi, thì mình thấy nghị lực sống mà nó phi thường. Chắc em kể lại một chút xíu năm từ lúc bé thì em như thế nào rồi. Cái năm mà em thoát ly gia đình ra sao để cho quý khán giả đi nghe lại nha. Cũng xin chia sẻ với quý vị khán giả tí xíu. Thì hôm nay đi cùng với gia đình của Thanh thì cũng có mẹ. Ba Thanh mất được 2 năm rồi. Thì hiện giờ mẹ Thanh cũng có tại nơi đây. Cái thứ nhất là hoàn cảnh quá khó khăn, ba mẹ quá nghèo. Cái thứ hai là Thanh đã có tật từ trong bụng mẹ. Lớn lên thì khoảng 6-7 tuổi thì bị đứt miệng, làm bạch lên ruột. Thì cha thì sáng say chiều sỉnh rồi về thấy con như vậy thì cũng như là nản, không muốn lo nữa thì cứ đắn đo. Rồi quyết định bỏ nhà đi. Đi thì ba mẹ lại đi kiếm. Lúc đó đi đâu là quanh Vĩnh Long này thôi, thì ba mẹ đi kiếm bắt về, rồi lại bị đánh đập nữa thì cũng đi nữa. Lần cuối cùng Thanh quyết định đi là đi thật xa, là tới Cần Thơ là xa nhất. Thì lập nghiệp tại Cần Thơ, và cho tới ngày hôm nay là Thanh bỏ nhà đi, chính thức bỏ nhà đi là lúc 11 tuổi và sống bằng đôi tay dù không có đôi chân. Nhưng sau khi có được gia đình cũng như là ba bé, thấy cho dù là hoàn cảnh thật sự nhiều khi là gồng không nổi, gánh không nổi, nhưng cái suy nghĩ để mà Thanh cố gắng vươn lên đó là một cái trách nhiệm và cái hạnh phúc của gia đình. Nên thật sự là nhiều khi chịu không nổi đâu, gồng không nổi, nhưng vì hạnh phúc của gia đình sẽ cố gắng. Rồi, thôi thì chắc là mình kể lại chút xíu vậy thôi. Tại vì nếu mà chúng ta đi sâu nữa thì Thanh sẽ rất là xúc động, mà xúc động thì hôm nay sẽ biểu diễn không có tốt. Cho nên thì kính thưa quý vị khán giả, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tiết mục đầu tiên của anh Hoàng Thanh với ca khúc Cuộc Tình Anh Kẹo Kéo, tác giả Đinh Thiên Hương, và anh Hoàng Thanh sẽ trình bày. Ngày tháng tha hương buông lời ca trên kia nghe, tìm kế sinh nhai cơn tiếng trao kêu kéo đây. Mà mấy ai thương đêm từng đêm trên đeo thuyền, mòn gió phong sương. Cái gì ạ?
nhiều khi ảnh đi bán về thì tiền ảnh cũng đưa em giữ hết, tặng trang trải trong cuộc sống. Ảnh đi bán thì nó nói là sáng anh đi lấy con chừng 100 ngàn là thêm đổ xăng hay là cái gì đó. Rồi ảnh cũng lo trong gia đình này, ở trong nhà ảnh cũng làm chu đáo hết, lo toan hết tất cả. Dạ. Nhưng mà ảnh như anh Thanh thì như vậy thì làm sao ảnh có thể là giúp em làm việc nhà hay là những cái công việc nặng khác được? Dạ thì nói chung là ảnh không có đôi chân nhưng mà ảnh có đôi tay, ảnh cũng làm phụ em hết tất cả trong gia đình nhiều khi hơn những người khác. Dạ. Em với anh Thanh bây giờ tính thời điểm này là đã sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ được 15 năm rồi. Dạ. 15 năm rồi hả? À, tức là bé Tiên là 15 tuổi mà hai chị? Dạ 16 năm. À, bình thường em có ở nhà có hay nghe Thanh hát tặng em không? Có, dạ ảnh cũng hát quà cho em nghe, nhiều khi những lúc buồn ảnh cũng tâm sự, nhiều khi thấy em buồn hay là gì đó anh cũng an ủi được phần nào. Dạ. Hồi xưa mà lúc mà em bắt đầu em kết em để ý Thanh là lúc từ lúc em nghe cái bài nào? Nhiều bài quá không nhớ. Tại nhiều bài quá em không nhớ. Cái bài đầu tiên chắc chắn là nhớ. Thanh nhớ có nhớ bài đầu tiên là bài gì không? Không, lúc mà bắt đầu quen nhau á thì phải hát một bài để dụ chứ đúng không? Dạ không, lúc đó thì thật sự là em hát rất là nhiều bài. Giờ em nghe và thích bài nào em cũng không biết. Hiện tại giờ em vẫn phải thích nhất bài gì chứ? Dạ em thích nhất anh hát bài Vợ Tôi. Thích nhất bài Vợ Tôi mà như trong đây đâu có bài đó đúng không? Thôi hát lại vài câu đi. Bài Vợ Tôi á. À, vâng, chơi đại ngẫu hứng đi ha. Dạ, bài này thì em sẽ hát một khúc thôi. Em nhau chi mà hoen lên bờ
cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Rồi hôm nay là đi vô đây có cả bác nữa đúng không? Bác gọi đâu không thấy. À dạ, chào bác. Dạ. Lần đầu tiên về Vĩnh Long hả? Dạ, lần đầu tiên về Vĩnh Long. Trước về Cần Thơ rồi bữa nay về Vĩnh Long ha. Dạ. Thấy Diễm có duyên với miền Tây á. Rồi hôm nay Diễm cảm xúc của Diễm như thế nào tham gia cái chương trình này để ủng hộ tinh thần cho Hoàng Thanh? Dạ. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Diễm xin gửi lời mến chào đến tất cả quý vị đang xem trên hai nền tảng của anh Floman, đó là YouTube và Facebook. Một cái, và đặc biệt là tất cả quý vị đang có mặt tại sân khấu này, cái lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất ạ. Dạ thì để mà nói cái cảm xúc của Diễm lúc này thì Diễm cũng không nói như thế nào để mà thể hiện hết cái cảm xúc của mình. Nhưng mà thật sự cái lời nói đầu tiên thì Diễm xin chân thành cảm ơn Coleman và ekip đã chọn Diễm để tham gia trong cái tập tối hôm nay ạ. Thì dạ. Thì cái lời thứ hai đó là Diễm cũng vô tình thì chứ hôm nay Diễm cũng có ngồi ở chỗ ghế cà phê để mà nói chuyện với tất cả mọi người, thì trong đó có nhân vật chính của chúng ta đó là anh Hoàng Thanh. Thì khi mà nghe được cái câu chuyện chia sẻ của anh thì cũng thực sự rất là xúc động và cũng rất muốn tối hôm nay mình Diễm sẽ cháy hết mình và hát tất cả những ca khúc nào mà quý vị yêu thích, để mà rất mong quý vị hỗ trợ giúp đỡ cho cái nhân vật chính đó là anh Hoàng Thanh trong tối ngày hôm nay. Và dạ. Và lời cuối cùng thì Diễm xin chúc cho cái show diễn cũng như là cái tập cuối cùng tối hôm nay là thành công tốt đẹp và ngoài sức mong đợi. Xin cảm ơn. Dạ rồi thì cảm ơn chị Bích Diễm, và hôm nay thì và tiếp tục chương trình thì chị Bích Diễm sẽ đến chúng ta một ca khúc Mẹ ơi mai con về. Mình nghĩ rằng là bài này là Diễm chọn bài này là cũng có một ý nghĩa là muốn gửi tặng đến mẹ mình, là một sáng tác của Hoàng Nhất. Và bài này thì chị Diễm sẽ đơn ca, còn Thanh Thanh thì sẽ xuống nghỉ một chút xíu, nghỉ giải lao. Trong lúc chúng ta chuẩn bị đến với tiết mục kế tiếp rất là đặc biệt, đó là sự kết hợp với anh Hoàng Thanh và bé Ngọc Tiên. Thì Coleman cũng xin ghé qua với ba nghệ sĩ đàn của chúng ta. Đầu tiên là anh Thanh Điền. Thanh Điền có muốn chia sẻ cảm xúc gì trong ngày hôm nay, trong cái đêm xuất hiện cuộc đời cuối cùng của mùa 1 này không? Cái cảm xúc của Thanh Điền thì hình như nước mắt nó chảy ngược rồi, không có còn nói gì được nữa hết. Có nghĩa là bây giờ một là xuống Vĩnh Long này nghe anh Thanh với bé Tiên ha, là dứt khoát là nghe là quá trời xúc động. Mà bé Tiên chưa hát nha, phải mà hát rồi chắc khóc tiếp. Rồi bây giờ nghe chị Diễm với hát cái bài này là cái như nước mắt chảy ngược. Nước mắt chảy ngược thiệt tình luôn, không nói gì chứ á. Bây giờ không có biết nói gì, bây giờ chỉ chúc cho cái câu diễn cuối cùng này, nó cuối cùng của mùa này nha, không phải nói cuối cùng thiệt là cuối cùng của mùa này thành công rực rỡ luôn, mỹ mãn luôn, được rồi. Chuyến này vô thể nhớ nghe cho nó đã. Chuyến này mua thể nhớ, vô thể nhớ nghe cho nó đã. Còn Ngọc Thịnh, con hôm nay con bay vào đây với lại còn cả ba mẹ nữa. Thì cái tập gần đây là vừa rồi là tập của con ha, thì rất là thành công. Ngày hôm nay con đến đây, con có gì gửi gắm cho quý khán giả cũng như là lời chúc nào đến với anh Hoàng Thanh không? Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Thịnh kính chào toàn thể quý cô quý chú đang xem trên hai nền tảng Facebook và YouTube của kênh Colorman. Và con xin kính chào toàn thể các cô bác chú có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ thì cảm xúc của con hôm nay thì thật sự là rất là xúc động và hạnh phúc khi được quay lại với
show diễn cuộc đời. Thì hôm nay là show diễn của chú Thanh, thì con là Ngọc Thịnh thì cũng không có gì hơn, cũng chúc chú Thanh cùng với bé Tiên cùng gia đình một show diễn thành công. Và con thì cũng mong góp được một chút nào nho nhỏ về phòng đệm đàn và đánh trống cho show diễn được thành công hơn ạ. Cảm ơn Ngọc Thịnh. Và kính thưa quý khán giả thân mến, okay, rồi cái Ngọc Thịnh đây là người bạn tri âm tri kỷ của Ngọc Thịnh. Đây là bạn Nhật Võ, đến từ Đà Nẵng, hôm nay Nhật Võ. Trong cái tập của Ngọc Thịnh thì chắc là quý vị các bạn vẫn còn nhớ. Ngày hôm nay thì Nhật Võ cũng đi vào đây để cùng hòa đàn, để ủng hộ cho anh Long Thanh. Thì, Nhật Võ có muốn nói gì khán giả không? Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Nhật Võ xin gửi lời chào toàn tế toàn thể những người đang theo dõi trên hai nền tảng là Facebook và YouTube của cô Lâm Anh, và đặc biệt là chào tất cả các khán giả có mặt trong cuộc cà phê thấp ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Thì đây là lần thứ hai mà em được vào đây tham gia một cái chương trình thực sự là ý nghĩa, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay là một cái nhân vật khá là đặc biệt. Chú hai cho con chú Thanh thì khi sáng cũng như là ngày hôm qua thì cũng có ngồi tâm sự và cũng biết về những câu chuyện. Thật sự nó nghe qua là nó cực kỳ xúc động mọi người. Tại vì đôi khi á, thì cái chương trình mình diễn ra như thế này, nhưng mà đôi khi những cái phỏng vấn hoặc là những cái mà những lời chú Thanh mà kể ra thì đôi khi nó vẫn chưa hết được những cái sự nghị lực của chú Thanh. Thật sự thì đó là một con người mà nghị lực, và đặc biệt hơn nữa thì em thấy là cái giọng hát của hai cha con chú Thanh này là mình nghĩ là hôm nay có thể là không có thể là chú Cô Lô Mê hoặc như là chương trình của mình, nếu mà có điều kiện thì có thể là tạo lên có thể mình đi hay lưu diễn cũng được. Hôm nay là em cũng thấy rất vui, và em hôm nay thì sẽ chơi đàn học gan và ủng hộ một phần nào đó vào cái show diễn cuộc đời của hai cha con chú Thanh. Và cuối cùng thì em xin gửi lời chúc đặc biệt là chúc show diễn cuộc đời ngày hôm nay là sẽ góp một phần nào đó để thay cho con chú Thanh có thể vơi đi bớt phần nào những cuộc sống khó khăn của mình. Em xin hứa. Xin được cảm ơn bạn Nhật Võ đã có những chia sẻ rất là sâu sắc. Và thật sự kính thưa quý khán giả thì đôi lúc nhà mình cũng không có nhiều ý tưởng đâu, nhưng mà mỗi lần mình làm một cái chương trình đó, mình lắng nghe được nhiều người, nhiều khán giả, mỗi người góp ý một chút, và ngay hôm nay thì có cái gợi ý của bạn Nhật Võ, có khi là biết đâu là con Lê Ben sẽ làm một cái chương trình show diễn cuộc đời mình lưu diễn đó với một cái dàn các nghệ sĩ này, thì mình nghĩ là cũng rất là thú vị, đúng không quý vị các bạn? Dạ, có hôm thì mình sẽ lưu diễn về Tam Kỳ, có hôm thì mình lưu diễn Đà Nẵng, có hôm mình lưu diễn về Cần Thơ, có hôm thì mình lưu diễn Nha Trang. Dạ, được không bà con? Dạ, nhưng mà chắc không có tiền làm đó, nhưng bà con ủng hộ dùm ha. Dạ, nói cho vui thôi, nhưng mà dạ chắc làm thiệt đó. Kính thưa quý vị khán giả, thì bây giờ xin mời chúng ta tiếp tục đến với tiết mục thứ 5, ca khúc Sa Mưa Giông của tác giả Bắc Sơn, với phần thể hiện của anh Hoàng Thanh và con gái Ngọc Tiên. Đây là một cái ca khúc mà con anh nghĩ rằng là rất là khó. Dạ, và cũng mới tập cách đây một ngày thôi. Thì trong quá trình hai cha con trình bày, nếu có gì thì chưa có nếu có gì mà chưa thực sự hoàn thiện lắm thì cũng mong quý bà con cô bác lượng thứ và bỏ qua giùm. Yeah.
Hoàng Thanh với các sa huy dông của cố nghệ sĩ Bắc Sơn. 4 năm rồi là mới chúng mới được coi lại cái tiết một cái phần kết hợp trình diễn với hai cha con. Con còn nhớ cái thời điểm cách đây 4 năm lúc mà đứng trên sân khấu của gia đình Song Ca, con nhớ không? Dạ, con nhớ. Thì cái hôm nay cái cảm xúc của con với lại cái cảm xúc cách đây 4 năm nó có gì khác không? Lúc đó con còn nhỏ, 11 tuổi. Lúc đó con nhớ thì ở đó con còn nhỏ xíu à. Không phải áo dài, mà áo dài thì nó cũng không có trọng như bây giờ đâu. Bây giờ thì con lớn hơn bằng mát rồi đó. Nhưng mà cái lúc trước mà hai cha con tham gia với gia đình Song Ca đó thì lúc đó con sao, con thấy vui không, hay là con hát con cảm thấy khớp không cái thời điểm đó? Dạ, lúc đó thì bài thứ hai thì con có cảm giác là khớp, còn bài đầu tiên với bài thứ ba thì cảm giác thì nó như là có hát bài đó là con đánh ke thì cũng như là muốn rớt nước mắt nhưng mà không có khóc được, nhưng mà có thể sẽ không khó. Còn hôm nay thì cái bài này con có thấy khó không? Dạ, cũng cảm giác cũng có hơi khó. Mới tập đúng không? Bài này con với ba mới tập. Dạ, mới tập thôi. Ừ. Sáng chú thấy con khớp quá, chú sợ con hát không được. Cuối cùng hôm nay thì chú thấy con rất là vững vàng trên sân khấu. Dạ. Cái ước mơ của con là cái gì? Con thích gì không đó? Dạ, con thích đi học nghề làm tóc. À. Bữa thì con nói tức nghề làm tóc rồi, chú còn nhớ là lúc mà trong cái chương trình gia đình Song Ca 4 năm trước thì con nói là con thích học hát đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó sau cái gia đình Song Ca thì con có đi học hát không? Dạ có học được một khóa là 6 tháng. Ờ, rồi lúc đi học 6 tháng đó ai lo? Dạ ba. Ồ, lúc đó là Thanh lo hả? Tiền đâu mà lo đi học khóa 6 tháng mà học ở Vĩnh Long hay là học ở Sài Gòn? À, dạ, em học ở quận 12, chợ An Phú Đông. À, học với thầy nào? À, dạ, thầy đó là nghe. À, Duy Tuyên. À, dạ. Duy Tuyên hả? Dạ. Rồi học 6 tháng tới giờ luôn. Tới giờ con học cái thầy nữa. Rồi, tại sao không học nữa? Hay là con giỏi rồi con không học nữa? Hết tiền rồi. Tại sao? Hết tiền. Lại bây giờ thì con phụ cha đi bán trước cái đã rồi, cái đó thì học con sẽ đi sau. Thì bây giờ nếu như mà có một người nào đó, một mạnh thường quân nào đó, là chú tạo điều kiện cho con lên Sài Gòn đi học, thì còn giữa một bên là đi học học hát, học chữ, còn một bên là đi học bây giờ làm tóc thì con chọn cái nào? Học hát thì làm chữ. Hả? Nói từ từ, nó lớn. Dạ, học hát thì làm chữ. À, rồi sau đó học làm tóc sao? Dạ. Đúng không? Đúng. Học hát có tiền mà mở tiệm tóc thuê người ta làm thôi. Dạ đúng không? Dạ, cái thưa quý vị các chị, thì đôi lúc đó, có những cái gia đình mà giấc mơ của con trẻ nó đơn giản, nó giả xíu xíu à. À, mà cũng không thực hiện được. Con học tới lớp mấy con nghỉ rồi? Lớp 4. Con lớp 4 nghỉ không? Là theo ba đi bán bây giờ luôn. Dạ. Lớp 4 là con mới 10 tuổi là con nghỉ. Xong 11 tuổi con tham gia gia đình Song Ca. Dạ, quý vị thân mến thì chắc có lẽ mình nghĩ là một trong những cái vấn đề về sức khỏe của bé Tiên á, bé bị tâm thần phân ly mới phát bệnh gần đây, thì mình nghĩ là cũng do cực quá. Con gái mới lớn cái tuổi này là cái tuổi mà nó đang chuyển biến rất nhiều thứ. À, đi rồi gian nắng gian ngôi với ba đi bán dèo kéo suốt quanh năm xuống. Suốt ngày giữa trời trôi nắng, mình nghĩ chắc là nó đây là một cái thứ mà ảnh hưởng rất là. Thế mình nghĩ có nhiều lý do thì chắc sau này chắc phải nhờ bác sĩ nhà anh đang tập nghề đúng không? Dạ. Giờ mình nghĩ là một trong những cái tuổi này là tuổi ăn tuổi chơi, nhưng mà bé nó phải lao ra đường mà ngày nào cũng quần quật như thế thì đúng là nó ảnh hưởng sức khỏe thật sự. À, thôi thì cũng hy vọng là ngày hôm nay thì chương trình Sao Diễn Cuộc Đời với sự ủng hộ của các cô chú mạnh thường quân từ khắp nơi gần xa cũng như tại sân khấu này thì tôi hy vọng rằng nó sẽ có cái gì đó cải thiện cho đời sống gia đình ha. Dạ. Và nếu như con có duyên thì sẽ có ai đó giúp đỡ con lên bên kia đi học. Dạ. Đi học chữ, đi học hát ha. Dạ. Rồi nghe, cảm ơn con. Thì tâm đang chờ đợi xem là kết quả ngày hôm nay, số diễn cuộc đời ngày hôm nay sẽ giúp được cho anh Hoàng Thanh và bé Ngọc Tiên như thế nào.
Dạ, trước khi đến với phần tổng kết của bạn Nga Xoài Chua và bạn Thế Ký Hoàng Anh của Colorman thì mình cũng xin ở đây có một vài món quà rất là quý. Đầu tiên là món quà dành cho bé Ngọc Tiên và một đôi bông tai của anh Tuấn Anh Trần ở Bỉ. Mời Hoàng Anh mang lên nè. Rồi có một bộ áo dài với cộng với một phong bao lì xì của chị Mỹ Lệ Lưu ở Vĩnh Long. Rồi đây là cái món quà của hai người của anh Tuấn Anh Trần ở Mỹ gửi con. Cái này là bông tai mà chiều nay là chú với các chị mới đi mua. Tại vì anh Tuấn Anh Trần cũng có ủng hộ 100 đô. Sau đó anh cũng nói thôi giờ chắc anh và anh Colorman đi mua dùng bông tai. Mà mình thì cũng biết bông tai nào là cho nữ phù hợp. Thành ra phải nhờ hai cô đi mua. Mới giờ chiều thì mới đi cái chiếc thịt vàng thì lớn to đùng ở ngay chỗ, ngay chợ đây. Rồi. Ngoài ra thì có một chị mới gửi một bộ áo dài, một phong bao lì xì của chị Mỹ Lệ Lưu Vĩnh Long. Và xin gửi lời cảm ơn chị, không biết chị có trong sân khấu này không? Hoặc là chị đang xem qua màn ảnh thì cũng xin gửi lời cảm ơn chị. Và đặc biệt công ty Toyota Biên Hòa, chú BH đã vừa mới nhắn tin cho Nga Xoài Chua là công ty Toyota Biên Hòa sẽ tài trợ tiền, toàn bộ số tiền cho bé Tiên lên Sài Gòn đi học chữ, rồi học tóc và học hát giống như ước mơ của cháu, và để các toàn tài trợ toàn bộ số tiền để trị bệnh cho cháu luôn ạ. Dạ, xin được thay mặt chương trình xin gửi lời cảm ơn đến công ty Toyota Biên Hòa và cũng cảm ơn anh BH là một cái người bạn, có thể nói là một cái người anh đồng hành liên tục với các chương trình của Colorman từ tiếng rao cho đến tôi diễn cuộc đời. Và anh thì anh không muốn đeo bên. Dạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Con sao con? Hôm nay con được nhiều quà quá hay không? Chưa thấy quà nào của ba hết trơn. Dạ, quý bà con, cô bác thông cảm một xíu là tại vì tới giờ phút này thì vẫn còn rất nhiều mạnh thường quân đang tiếp tục ủng hộ cho chương trình Suy nghĩ cuộc đời và anh gia đình và gia đình của anh Hoàng Thanh. Chắc cái nào không ấy thôi, mình tập kết sau đi. Tới dạ quý mạnh thường quân nào đến sau thì thông cảm giùm nha, bởi vì Colorman sẽ công bố danh sách đầy đủ. Danh sách quá dài đúng không? Dạ đưa lên đây, nghe lúc lên đây nói. Dạ kính thưa quý khán giả, là cái dạ đây là cái danh sách mạnh thường quân đóng góp ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ mà nếu mà với cái danh sách là Colorman đếm là 1, 2, 3 trang, 4 trang dạ. Nếu đọc hết mua 5 trang này chắc là dạ chắc tới khuya luôn. Cho nên là rất mong quý bà con cô bác thông cảm, đặc biệt là các quý mạnh thường quân yêu thương ủng hộ các chương trình mà mình và Colorman tin chắc rằng quý bà con cô bác rất là tin tưởng Colorman cũng như các anh em trong ekip. Chính vì vậy cho nên là xin phép quý bà con cho phép mình được công bố cái danh sách này trên cái fanpage của Colorman chậm nhất là chiều mai, hoặc là có thể chậm nhất là sáng mốt để mình sẽ công bố toàn bộ cái danh sách, bởi vì sẽ còn rất nhiều mạnh thường quân còn đóng góp nữa, cho nên là mình sẽ xin công bố toàn bộ danh sách này trên cái fanpage bằng văn bản. Còn ở đây thì chắc có lẽ ngày hôm nay dài quá tới 5 trang giấy, xin nhắn cho Colorman không đọc cái chi tiết từng người một. Dạ và mong quý bà con cô bác mình thông cảm thôi. Đây
nhanh lên. Rồi con xuất. Rồi. Vậy bây giờ thì các bạn luận sẽ được tổng kết, sẽ được công bố là ngày hôm nay thì tại chỗ, tại sân khấu này, số tiền ủng hộ cho anh Hoàng Thanh là tổng với 5 triệu của chương trình, đó là mình có tiền mặt ở đây mang lên luôn gửi cho anh trước đi. Rồi anh xin gửi em đây là, đây anh có ghi rõ số đó. Rồi. Rồi đây là số tiền mặt của tại sân khấu này. Cảm ơn quý bà con cô bác đã đến xem, ủng hộ cho tinh thần của anh Hoàng Thanh và cũng ủng hộ cho anh một số tiền mặt cũng khá lớn. Và cảm ơn quý bà con cô bác. Quý mạnh thường quân ở xa ủng hộ cho anh Thanh ngày hôm trong cái chương trình ngày hôm nay là số tiền 134.404.45 đồng. Và nếu cộng chung với số tiền tổng cộng ngày hôm nay, toàn bộ số tiền mà bà con cô bác thì tại sân khấu này cũng như quý mạnh thường quân ở những nơi rất là xa trên toàn thế giới luôn ạ, chứ không phải chỉ trong nước Việt Nam đâu ạ, tổng cộng là dạ chưa hết đâu ạ. Cũng rất là cảm ơn quý mạnh thường quân cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Colorman. Các nhân vật của chúng ta có mặt ngày hôm nay cũng nhận được sự ủng hộ của quý mạnh thường quân. Bạn Trúc Phương được ủng hộ 3 triệu, chị Bích Diễm 5 triệu, Nhật Võ 5 triệu, Ngọc Thịnh 4.900.000, anh Trần Nên hát có một bài mặc dù thiếu doping 7.300.000. Wow, anh hát hai bài mới chắc là 15 triệu quá. Dạ, chúc mừng anh Trần Nên. Anh Cường Vũ Đón 4.900.000, anh Thanh Điền 6.500.000. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã ủng hộ cho các nhân vật xung quanh cuộc đời của tôi chúng tôi ngày hôm nay. Thật ra các anh chị quay trở lại đây là không hề này, con ngỏ lời các anh chị đó quay lại thôi, không có tiền bạc gì đâu, không cần tiền bạc gì đâu. Dạ, thực sự đó là một cái tấm lòng rất là quý, thương yêu được bọc lẫn nhau. Và qua đó chúng ta cũng cho thấy là không chỉ các anh chị là ngoài tài năng, ngoài đam mê, ngoài nghị lực mà còn có một cái tình cảm phải nói là hiếm có. Dạ. Và mình cũng mong rằng là những hình ảnh này nó sẽ là một cái sự lan tỏa đến tất cả cộng đồng chúng ta. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý khán giả. Cái tiền của các anh, từ cô chú có đây không anh gửi luôn. Dạ. Đây. Dạ rồi, đây Cường ha. Anh Thanh Điền trước, đây 6.500.000. Xin được cảm ơn tất cả đã không có quên Thanh Điền, dẫn thương Thanh Điền cho tới cuối tập của mùa 1. Ta Thanh Điền luôn luôn lúc nào cũng cảm ơn quý vị cũng nhiều, để trong lòng luôn. Rồi để Ngọc Thịnh ơi, khán giả ủng hộ gửi cho con 4.900.000. Nói gì? Dạ, con xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con một số tiền. Hôm nay thì con cũng rất là vui và rất là hạnh phúc. Con xin chân thành cảm ơn và thầy quý cô chú rất là nhiều ạ. Dạ đây anh Trần Nên, thầy 7.300.000. Ủa quên lộn, Trần Nên rồi. À thầy, rồi. Trần Nên 7.300.000 là... Dạ một lần nữa thì Trần Nên cô không biết nói gì hơn. Trần Nên cũng là cảm ơn các Mạnh Thường Quân ủng hộ cho Trần Nên. Thì Trần Nên chúc Mạnh Thường Quân một năm mới dạng sự như ý, làm ăn phát tài và thành thật. Cảm ơn rất nhiều. Rồi năm mới mới tới tháng 4 chứ năm mới rồi. Rồi chị Bích, đây chị Bích Diễm. Đây Diễm, Diễm là bà con ủng hộ 5 triệu Diễm nói. Dạ thì Diễm cũng không biết nói gì thì cũng xin rất là chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã
đồng hành cùng với chương trình trong 14 tập vừa qua, đặc biệt là những cái nhân vật của chúng ta được quý vị, quý mạnh thường quân đã luôn luôn đồng hành và theo rất là sát sao để mà giúp đỡ cho những cái vãnh đời. Và hôm nay Diễm cũng rất là vui khi quay lại và được nhận cái món quà của quý vị. Thì thực sự Diễm cũng không biết nói gì hơn. Thì xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Diễm. Ủa Trúc Phương cũng như là chị Trúc Phương về, Trúc Phương về rồi. Vậy thì giữ cho Trúc Phương đây nha, Trúc Phương 3 triệu. Có một Mạnh Thường Quân gửi thêm cho mẹ của anh Hoàng Thanh 2 triệu nữa, anh cầm giùm mẹ anh nữa. Trúc Phương ở đây rồi, anh Cường. Rồi, anh Cường đây, Cường mũ nón, vốn chị chính. Đây, bỏ vô túi luôn. Rồi, Cường nói câu cảm ơn khán giả nha. Dạ, thì có Cường mũ nón ở Tây Tôn nha. Cũng cảm ơn khán giả rất nhiều và thì thôi nói dở quá thôi, nói cảm ơn khán giả gần xa và ở đây hết trơn luôn đây. Dạ Nhật ơi, con khán giả cũng họ cũng có món quà cho con là 5 triệu rồi. Dạ thì hôm nay là rất là vui khi tham gia chương trình Xuôi Dẫn Cuộc Đời. Dù con chưa là một nhân vật trong cái Xuôi Dẫn Cuộc Đời nhưng mà con cũng có tham gia để đóng góp tiếng đàn trong cái Xuôi Dẫn Cuộc Đời ngày hôm nay, và con cũng rất là vui khi nhận được sự ủng hộ của các cô chú Mạnh Thường Quân. Và đây là đã kết thúc cái mùa 1 nhưng mà con vẫn rất là hy vọng là cái mùa 2 sẽ sớm quay trở lại. Rất là rõ. Cái số tiền là còn bao nhiêu, 130 mấy quên rồi. Kính thưa quý khán giả, Hoàng Thanh thì số tiền mà quý Mạnh Thường Quân gửi từ xa là tổng cộng 134.400.000. Thì sáng mai thì Nga Xoài Chua sẽ ra ngân hàng để làm thủ tục chuyển tiền cho em trong sáng mai. Yên tâm ha, yên tâm không? Rồi, bây giờ trước khi nói lời kết thúc thì anh có một cái không muốn chia sẻ gì hoặc là gửi lời cảm ơn quý khán giả. Dạ thật sự mà nói thì không biết nói gì hơn, mà tại vì tâm trạng rất là vui, rất là cảm động. Thì em xin gửi lời cảm ơn đến anh Colomen cũng như là chương trình Xuôi Dẫn Cuộc Đời cũng như là quán cà phê Tha Thóc và tất cả những nhà tài trợ và quý quan khách có mặt ở đây và những tấm lòng hảo tâm trong nước cũng như ngoài nước đã giúp gia đình Thanh cũng như là hỗ trợ gia đình Thanh trong lúc khó khăn này. Cảm ơn các chị và các chị. Và bây giờ các ekip mình lên cùng hòa ca bài Phận Tơ Tầm, đó là bài nhạc chủ đề của chương trình. Rồi mời cô Uyên với lại Vẫn Nhi với các bạn lên, cả nhóm mình lên hết đi, lên hòa ca cho vui.